Phương Mỹ Chi bật mí lên kế hoạch mua nhà mới và xe hơi tặng bố mẹ. Mới đây, trong Instagram của mình, Phương Mỹ Chi cập nhật tình hình học tập cho các fan. Đồng thời, cô cũng khoe luôn không gian học tập của mình tại nhà. Bắt đầu hái ra tiền từ năm 10 tuổi, sau 2 năm, cô đã kiếm đủ tiền để mua tặng cho bố mẹ căn nhà rộng rãi khang trang hơn ở thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, 18 tuổi, Phương Mỹ Chi đang lên kế hoạch để mua căn nhà mới lớn hơn và cả xe hơi nữa để tặng bố mẹ. Hiện tại, Phương Mỹ Chi đang trong giai đoạn nước rút, chạy đua thời gian để kịp ôn tập trước ngày diễn ra kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Được biết, Phương Mỹ Chi được bố mẹ dành riêng một căn phòng nhỏ trang trí toàn màu hồng. Mặc dù phòng nhỏ, nhưng đủ kê những vật dụng cần thiết sinh hoạt hàng ngày. Ở lứa tuổi này, bàn trang điểm của Phương Mỹ Chi được trưng dụng chủ yếu là son môi. Ngoài đời, Phương Mỹ Chi theo đuổi gu ăn mặc trẻ trung, năng động và cá tính. Nhiều khán giả nhận xét Phương Mỹ Chi phỏng phao hơn ở tuổi 18, giọng ca nhí có sự lột xác rõ rệt, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Phương Mỹ Chi được khán giả chú ý khi đạt giải Á quân chương trình The Voice Kids mùa đầu tiên năm 2013. Từ đây, cái tên Phương Mỹ Chi được công chúng biết đến hơn khi theo đuổi dòng nhạc trữ tình quê hương. Sau đó, Phương Mỹ Chi được Quang Lê nhận làm con nuôi. Cô xuất hiện nhiều hơn ở sân khấu trong và ngoài nước. Quang Lê từng tiết lộ cách xe của Phương Mỹ Chi ở hải ngoại lên tới 6.000 USD, gần 140 triệu đồng. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Xin đừng quên ấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Giải Trí.